Cúc Tịnh Y được khen vì quyết không xào couple như Triệu Lộ Tư hay Nhiệt Ba, nên thừa nhận rằng ngoài việc mang chuyện trang điểm đậm, sợ làm xấu mình trên phim để mỉa mai, thì cư dân mạng rất khó để có thể chỉ trích về tính cách hay lối sống của Cúc Tịnh Y. Dẫu nổi tiếng, xinh đẹp và tham gia không ít các bộ phim lớn nhỏ, cũng không ít lần hợp tác hoặc nên duyên màn ảnh với các nam thần Cbiz. Thế nhưng khác với các tiểu hoa cùng trang lứa, Cúc Tịnh Y dường như không có tin đồn yêu đương, cọ nhiệt với các bạn diễn khác như Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba, Bạch Lộc. Mới đây, trên Weibo có bài đăng của blogger tiết lộ định hướng phát triển của Cúc Tịnh Y đối với nghiệp diễn trong tương lai. Theo đó, nguồn tin cũng cho biết Cúc Tịnh Y quyết định không sao couple như cách nhiều diễn viên hiện tại đang làm để một mình đi theo con đường diễn viên thực lực. Cụ thể, bài đăng của blogger tiết lộ rằng từ nay trở về sau, Cúc Tịnh Y sẽ từ chối việc cọ nhiệt hay sao couple với bạn diễn nam. Bên cạnh đó, sẽ có một ngoại lệ trong trường hợp này nếu bạn diễn là anh em, bạn bè thân thiết của cô và chemistry tạo ra phần lớn xuất phát từ tình cảm tự nhiên, hạn chế đến mức thấp nhất việc sao couple theo kịch bản. Được biết, bài đăng của blogger chỉ mang tính chất tham khảo khi chưa có diễn viên liên quan nào lên tiếng xác nhận. Ngay khi thông tin Cúc Tịnh Y không sao couple như những bà hoàng cọ nhiệt, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư được lan truyền, cộng đồng mạng đã xôn xao bàn luận. Lý giải về điều này một phần vì Cúc Tịnh Y lâu nay theo đuổi hình tượng nữ thuần hoàn mỹ, có chút lạnh lùng, độc lập. Thứ hai là tài nguyên của nữ diễn viên vô cùng dồi dào. Xét về lưu lượng của dàn sao sau 95, có thể nói Cúc Tịnh Y chỉ xếp sau Dương Tử, Nhiệt Ba và sớm đã vượt mặt những cái tên như Lộ Tư, Bạch Lộc, Băng Nghiên. Chính vì vậy, mang nam diễn viên đóng chung ra sao tác thì nên gọi là người ta cọ nhiệt Cúc Tịnh Y, chứ không đến lượt Cúc Tịnh Y phải đi cọ nhiệt ai đó, vì cô hoàn toàn có thể gánh được tác phẩm dựa trên sự nổi tiếng của mình. Và trên hết, Cúc Tịnh Y luôn ấp ủ định hướng lâu dài là theo con đường diễn viên thực lực. Việc thường xuyên sao tác, tạo nhiệt dựa vào chiêu trò chỉ khiến cho sự nghiệp của nữ diễn viên lún sâu vào thị phi. Một khi bước chân vào giới lưu lượng, sẽ càng khó khăn hơn trong việc chuyển hình vào phái thực lực thanh y. Được biết, Cúc Tịnh Y đang dần lấn sân sang đóng điện ảnh để sớm hiện thực hóa ước mơ trở thành diễn viên thực lực. Sắp tới đây, cô sẽ ra mắt phim điện ảnh Phấn Mặc Giang Hồ. Đây là phim lấy bối cảnh dân quốc với nội dung chất lượng và bối cảnh đẹp mãn nhãn. Những bức ảnh ghi lại tạo hình dân quốc của Cúc Tịnh Y gây bão trên mạng xã hội ngay sau khi được lan truyền. Hiện tại, Cúc Tịnh Y có nhiều tác phẩm đã quay xong và đang trở lên sóng, nhưng được mong chờ nhất chính là Hoa Nhung. Dẫu phim chưa lên sóng, nhưng đoàn làm phim cũng đã tung ra một loạt poster mới cho Hoa Nhung. Nhan sắc của Cúc Tịnh Y cùng màn tương tác ngọt ngào với nam chính Quách Tuần Thần, đồng thời thu hút sự chú ý của khán giả. Xuất hiện với tạo hình mới, nhan sắc của Cúc Tịnh Y nhận được nhiều lời khen có cánh từ khán giả. Tạo hình của Cúc Tịnh Y trong Hoa Nhung được cộng đồng mạng đánh giá là vừa xinh đẹp, vừa trang nhã, chứ không hề bị rườm rà, lố lăng. Mỹ nhân 4.000 tuổi sở hữu nước da trắng bật tông, dáng người mảnh mai nên cô nàng luôn khiến khán giả phải trầm trồ mỗi lần xuất hiện với tạo hình cổ trang. Với Hoa Nhung, dường như Cúc Tịnh Y đã tìm thấy tạo hình tâm đắc của bản thân. Trong loạt poster trước đó, nữ diễn viên từng nhận được lời khen của khán giả với tạo hình thiếu nữ đáng yêu và trong sáng. Hoa Nhung là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Ngộ Trường Sinh của nhà văn Lâm Gia Thành, có nội dung xoay quanh câu chuyện của Ngụy Chi, Cúc Tịnh Y, một cô nương vì bị người mình yêu hủy bỏ hôn trước mặt nhiều người. Họ hàng ghét bỏ mà quỳ xuống cầu xin thần tiên thượng giới, Viêm Việt, Quách Tuần Thần thủ vai, thu nhận. Cả hai sau đó cùng nhau trải qua nhiều hoạn nạn cùng nhau, từ đó mà nảy sinh tình cảm.